À, xin chào tất cả các bạn nha. Chào bạn nha. Chào bạn nha. Chào bạn luôn nha. À, các bạn ơi, thì tối đêm nay anh em mình sẽ gửi đến tất cả các bạn một cái món ẩm thực là thập cẩm nha bạn. Là da heo nè, rồi phèo heo nè, rồi thịt heo nè, nướng mướp nha. Nó tóm lại là heo đó quên. Đúng rồi. Những thứ bộ phận của heo để nướng mướp các bạn. Thì đây anh em mình có da heo nha, rồi thịt ba loại heo và phèo heo nha. Anh em mình sẽ thử nướng muối ớt. Cái món này là chưa tất cả mọi thứ này thử như thế nào nha. Da bạn. Heo, đãi heo. Hiếm mà là món này là thấy cũng ít ta làm nha. Là da heo nướng muối ớt này là thử thành da lợn. Da lợn. Nướng muối ớt. Cái này đắp mặt nạ được nè. Thôi bây giờ là nè đắp đây, nằm đây, đắp đây. Trời ơi, nói gì nói chứ nó mồ đắp mặt nạ đó mình hơi bị dạch luôn á. Trời ơi, chỗ khoét hai mắt cái đưa vô cái gì. Đây bây giờ mình sẽ đem hết da heo, phèo heo và thịt heo luôn còn luôn không sao? Không, thịt heo không luộc. Thịt heo không luộc nha. À, đúng rồi, thịt heo không luộc á. Luộc cái là bón luôn à. Rồi, bỏ vô gừng không? Đây, giờ mình sẽ nước sôi các bạn, giờ mình sẽ cho gừng vô để mình luộc phèo và da heo luôn nha bạn. Đây, da heo, vô da heo. Quá dữ. Phải có gừng cho nó thử cái mùi heo nha bạn. Cho nó, cho nó không còn da heo nữa, ok không? Cho nó vậy là tối ngày ông lấy gừng ông khử không bạn? Tao tắm cái gừng mà tao đỡ mùi heo không? Đây, các bạn thấy phèo heo. Một đùm phèo heo ngon bạn. Ôi, quá đã, vô luộc luôn. Quá trời, cửa cho muối gì vô không? Đây, 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 đây. Đây, đây, bây giờ mình sẽ nêm vô đây luôn nha bạn. Muối nha. Quá dữ luôn. Không giữ mất luôn. Đường. Có không giữ mất đừng tìm luôn. Bột ngọt. Bột ngọt. Cà non. Cà non, hạt nêm. Hạt nêm được cộng đây. Đây, hạt nêm nha bạn. Rồi. Quá quảng cáo không mày? Ok, bây giờ mình sẽ trộn đều lên để cho cái gia vị nó hòa tan đi. Coi. Kìa, còn nước ở trên ấm kìa, cuốn thêm. Đại chỉ vô thêm. Thêm này. Dạ, chấm ngập ngập lên rồi. Bây giờ mình sẽ luộc cho nó chín khoảng 40-50% nha bạn. Rồi anh em mình sẽ gớt ra. Rồi ớt muối ớt, anh em mình sẽ nướng nha. Các bạn ơi, thì phèo heo và da heo mình cũng luộc chín cũng 50% nha bạn. Ở đây hả, bưng xuống. Giờ mình sẽ đem xuống. Ôi, tao chiên da mới xịu. Tao là chiên xào nấu nướng mà. Da tao chiên tắt lửa không? Ừ, mày nói vậy mà là tao bắt mì. Tao nói tao chiên da này, chiên da nọ không? Tao có tao chiên xào nấu nướng. Đây, bây giờ mình sẽ đổ cái đồ luộc này ra để anh em mình đi ốp để nướng nha bạn. Quả thiệt luôn, trời ơi, thôi thơm quá vậy. Wow. Rồi bây giờ anh em mình sẽ đem này ra để ốp gia vị vô, anh em mình sẽ bắt than lên nướng nha các bạn. À, các bạn ơi, thì nãy giờ anh em mình đem da heo với phèo heo xuống, anh em mình cắt ra từ miếng, rồi khứa các bạn, rồi lấy cây tâm nè, anh em mình sẽ xiên lại nha. Ủa, bữa nay nổi nhà làm chút bỉ vậy? Không có, làm tam giác vàng nha bạn. Bữa nay mà đã thấy món này cánh bơm, cánh bơm. Món này hay lạ. Đúng rồi, mình phải bỏ chơi cái món mà nó ngộ ngộ dị dị nha bạn. Cái này lạ nhất. Anh em mình sẽ xiên nó vậy để hồi nướng mướp ớt nó sẽ không bị cong queo quẹo quẹo các bạn. Đây bây giờ mình sẽ làm cái nước ớt nha. Đây là trong đây có tỏi, hành tím với ớt mình đâm nhuyễn rồi nha. Đây muối ớt nha bạn. Dầu hạt tiêu. Dầu đều. Đây hạt nêm. Cái này không? Không có đây sao? Ớt luôn, bỏ vô miếng luôn. Bốn đường. Rồi bốn miếng nha. Có miếng đường nha bạn. Chút xíu gắt lên ha. Rồi, tán đều ơi. Rồi nước mắm cho ta. Rồi nước mắm rồi. Nước mắm rồi. Tán đều ra làm nước ớt nha bạn. Ngon tiệt. Ủa đỏ nhỏ. Nhìn thử cái vàng chưa? Vừa ăn quá trời ơi, không ngon mà mình tay nghề mình làm cái nước ớt nó ngon tới vậy luôn trời. Đồng chế miếng trộn này dưới đây. Ăn chế miếng nằm trong chỗ này dưới đây. Đúng rồi, mình sẽ ốp cái thịt ba gọi này trước cho thấm cái nha bạn. Ừ. Thôi, vừa thấy nói vừa mặn nha. Dễ gì mặn. Thịt mình sắc phải hồi mình không khối mà làm sao mà mặn được. Cho lên dĩ luôn. Trời ơi, tính ra ai mà sắc thịt heo này nó cũng cỡ mà gì hồn chứ ba da hàng thịt sắc tâm. Ủa đét trời. Cái này cũng hay lắm nè. Sức tâm này từ mấy chị bác hồi trước hàng ngày lắm rồi nè. Lấy cái đó ra mới được. Hồn chứ ba cho biển đây cho thấm thấm rồi thịt ba gọi ngon. Ừ. Đâu có mặn mấy đâu, nãy có bỏ được đây mà. Rồi, lầu sẵn cho lên dĩ luôn. Lên dĩ đúng không? Đúng luôn không? Lên dĩ luôn, lấy cái thao lại ướp cái kia. Rồi, dĩ đây. Lên dĩ kìa. Rồi mình sẽ ướp những cái da heo và phèo heo luôn nè. Wow. Rồi, đổ này vô đây luôn. Quá trời ngon mẹ ơi. Đúng không? Đây.
Tôi từng mắc cái tam giác này của mình là mình kiện thiệt nha, thấy không? Đó này con 2 con dê 2 ba đầu cái nữa là cứ khừ luôn. Thắng chuyện luôn. Thôi bây giờ bỏ những cái tam giác đi, đi tam giác đi. Đi ơi. Con nhà heo. Ơi còn miếng nữa nè. Ờ chưa sẵn rồi. Sao còn miếng nữa? Mày á đầu là làm đi miếng tam giác đi. Làm đi tam giác đi. Đây, bữa nay tôi nghĩ ông đem ra nhà, ông ốm xong. Ở đây mình bỏ luôn. Ở ngoài ngoài bởi vì không có quay phim là mày ăn xiết hết rồi. Gì chứ? Không ăn gì hết cho mà. Không có quay phim là mày ăn xiết hết rồi. Ăn cho. Đây bây giờ mày tha miếng nào là bỏ luôn nha. Đó. Cho trực tiếp luôn hả? Đúng rồi. Tại nãy mình có luộc chín 50% rồi, đâu xà bạn bên chứ không lên nó cỡ 15 phút là anh em mình có thể dùng được rồi. Không, rồi. Bà xã. Cho lên luôn không? Không đủ bà xã quá. Đủ, giống tam giác vậy trời. Ồ. Ủa, ở bóng đỏ vậy? Cái đó đặt cho mẹ 25.000 miếng. Đủ. Đủ sẵn. Tôi vuốt cái tôi ấp lại luôn. Còn bà xã còn quét không à? Vuốt lên xong tha lên trên nữa là đủ rồi đó. Đúng rồi, đúng giống rồi, như mình miếng chạy thèm nha. Giống như những cánh bầm của những mà cấp biển dùng cây bê á. Ít thôi. Cái này nó chặt nứt không nội. Đẹp không? Ê, đang mày lấy cái gấp rồi mày chở đi đang. Ồ, quá trời nóng. Ồ, nhìn tiếng giấy trời. Ấm luôn rồi. Mực lá à. Đủ trong nướng bánh phồng ngày Tết vậy. Nướng bánh tét nè. Nướng phồng ngày Tết. Vô. Ồ, giống mấy anh em mình chuẩn bị mà nướng bánh phồng rồi để ăn Tết các bạn chắc không trời. Có cái đẹp ập qua ập lại. Lật qua lật lại trời ha. Trời giống lật mặt chứ hả? Đủ. Nó luôn rồi. Bảo con mặn. Ờ núi độc. Trời nổi gì vậy? Muối. Bảo luôn hả? Bảo con mặn luôn. Chắc nước ngập con mặn luôn á. Bây giờ mấy miếng da heo anh em mình nướng nãy giờ nó cũng chín hết trơn mà. Đó. Bây giờ mình sẽ ra làm thánh gắt bột ớt vô nha. Mới bỏ vô em xào nổi nha. Đã mình luộc nó cũng chín rồi các bạn ơi. Đủ dữ à. Món này bữa nay miếng nào gắt rồi gắt ra liền luôn. Thôi cái này mình gắt luôn nha. Tại vì mình luộc nó chín hết trơn rồi. Sao gắt của nó nổ dữ ta? Nổ mà. Đây đó. Bột ớt mà ông xã gắt từ xưa nha. Dạ. Thì tôi gắt cái tiêu vậy đó. À gắt tiêu mà. Đó. Đúng tiêu đó. Đó. Đập nha. Rồi mình gắt lên đây cho nó lớn nó dính luôn nè. Ở đây không? Thôi nó lật qua lật lại nó gớm. Chứ đi chứ. Chưa chứ nó thấm rồi. Dữ luôn. Bữa nay em chơi toàn là giữ nó muối mà chứ giữ luôn chạy đi gung rửa rồi ha. Món này mới gặp thành thánh muối vậy. Chỗ nào chống chống à.
Thì nãy giờ mấy anh em mình nướng mấy cái phèo heo này nó đã chín các bạn. Giờ bà xà mới làm thánh dắt ớt cái nữa là anh em mình sẽ đưa xuống nha. Ủa đó nước ngoài là thánh dắt ớt người ta. Giờ xuống Việt Nam mình ra con trời. Trời. Giống như giống đốt pháo vậy. Chưa tới Tết mà đâu không sao dắt ớt giống đốt pháo vậy. Bữa nay làm xà hai cái mùi. Gì là dữ trời. Rồi, đem xuống cảm ơn. Đây bây giờ mình sẽ đem phèo heo xuống nha bạn. Đó, gỡ cho bộ. Trời ơi nổ hơn là đúng không? Mình cũng chín rồi nha bạn, mình sẽ nướng, quét xong hấp. Ồ, ngon. Chín rồi. Thịt heo có vài miếng chín rồi đó. Đây, 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 luôn quá. Đây bây giờ mình sẽ nướng ba gọi heo cái nữa là anh em mình có thể mời các bạn cùng thưởng thức nha bạn. Quá dữ luôn, bữa nay đủ thứ cho bạn, vừa có thịt heo mà vừa đi. Có da heo mà vừa có phèo heo nữa hả? Bắt đầu cơm đi. Trời ơi, này ăn không no đó, cơm chiên. Rồi làm chiên chén mỡ hành nữa. Cơm hả? Ừ. Để chạy bắt đầu cơm điểm mới được. Mấy miếng bà gọi của anh em mình nó chín hết trơn bạn. Giờ anh em mình sẽ đem xuống để cúng cho ông bà, rồi mời tất cả các bạn thưởng thức cùng anh em mình nha. Rồi, quá dữ luôn. Đâu bếp nè. Vô đây. Bắt. Hỏi lên để vô. Mưa cũng ăn được chứ. Quá trời cái mâm này. Ngon nha bạn. Đó, để anh em mình sẽ dọn lên bàn để cúng ông bà cái làm nước chấm cho ngon lành cái anh em mình mời các bạn thưởng thức cùng anh em mình nha. À, các bạn thì mấy anh em mình cũng đã nướng da heo nè, thịt ba gọi heo và ruột heo chín rồi nha bạn. Bây giờ anh em mình sẽ cắt ra để mời tất cả các bạn thưởng thức cùng anh em mình nha. Đó. Trời tới rồi, tới giờ là dễ nghiêm rồi nha bạn. Từ đó chưa thấy mấy món này lạ dữ gì luôn á. Trời ơi dữ à. Mềm không? Mềm xèo. Đây mình cắt cái dây được nha bạn. Nhỏ quá ăn nó không tê tái à. Tôi không có găng gì tôi ăn được không? Được. Tao nói mày này mày nuốt trọng được hả? Mày không có găng cái tao ăn cái nuốt không có. Mày không có găng cái tao khỏi nhà tao bắt bắp tao nuốt buồn quá. Ông cái này khỏi cần nhai. Phải không? Nút là nó ngon rồi. Nút theo da nướng nó cho nó còn nước trong chưa khô bạn nào. Bị chào ra. Chạy dữ hả? Trời chạy dữ. Nó coi là bẻ hả? Bị á. Bị á. Chạy quá trời. Ngon nữa. Tới công chuyện nữa rồi. Chứ tôi thấy da heo còn tớn chuyện nữa cơ. Tới công chuyện nữa rồi các bạn ơi. Ngon quá. Gặp được mấy anh nhậu thì thôi ha. Giao trước nha. Dùng thủng ha. Giao gì anh trai? Da heo là không bao giờ được cắt cây ha. Da heo không cắt phải không? Không lấy cây luôn không? Ăn luôn nhai nuốt luôn không? Ừ. Nhai nhuyễn nuốt luôn ok. Ai làm vậy? Ăn được ta được hả? Đẻo heo vậy nè. Để đéo nghe bạn cầm nguyên miếng cắt luôn cho đẹp đúng rồi cho nó sướng đúng rồi có cái cây luôn rồi đừng có cắt nhai luôn cây luôn không nhai nuốt luôn múc cái tay không không nhai là không có gì nhả đâu. Ôi các bạn coi miếng phèo đã không quá phèo non mà nướng cái này đã rồi nó chơi anh em ơi tao chết ngắt rồi luôn á trời ơi tao cũng thèm lắm mà chưa sướng ít gì đâu hạ thuốc hạ độc chúng ta bằng cấp này chết luôn có gỗ mà chấm rồi vô anh em ơi vô nha anh em mình xịt cái đây vô mời tất cả bạn cùng ăn phèo nướng thịt ba gọi nướng và da heo nướng với anh em mình nha. Đó, vô. À, làm thử miếng nha bạn vô chuyện chấm với nước chấm thần thánh nha. Thôi tôi mới bắt thử đúng rồi lấy chấm giữa rồi chấm anh em chấm. Còn dám nói luôn đây mời tất cả các bạn nha. Ủa gỡ nha bạn ơi, quá dữ luôn hình như cái này bỏ thêm cao ngon bè hả bè bè ba bè thì béo vậy ngon luôn tỉnh hả mày cả nhà luôn cả nhà ơi đủ béo càng nhai càng béo nha dạ. Mà cãi gia đình luôn, cãi gia đình ơi. Nhưng mà nó có hơi dai chút nha. Ngon á. Bữa nay nướng phèo ngon bạn. Trứng. Nghe nửa tiếng hồi nướng rồi. Không, con em mình nhai quậy luôn. Càng nhai càng ngọt không? Đúng rồi. Đây, nhai lâu chút đi. Không, ở trong nó béo miệng rồi. Hả rồi? Nó mậy luôn á. Ôi, cái này đưa cho mấy anh nhậu. Đúng rồi. Chứ kỳ á. Luôn là gấp miếng khác. Chứ đã nhai hoài rồi nó là bú luôn. Không này ngon thiệt nha bạn, để mình ăn thử miếng khỏi chấm thử cái gì nào thử vừa ăn không nha. Mời tất cả bạn nha. Ăn phèo
Ngon luôn, gỏi chấm còn ngon nữa. Thấy không hả? Gỏi chấm nhai nữa. Đặc biệt không bơ luôn. Đặc biệt nữa. Vô mày mặn luôn à. Ủa quên cả nhà luôn chứ. Mặt nữa. Nãy mày cả nhà giờ mày các bạn thì kỳ. Đại gia đình. Đúng. 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 Ngon rồi, tất cả bạn luôn nha bạn. Ăn không thử coi. Bữa nay ngon á. Mình chấm cho trong kia hay chua chua còn ngon nữa. Đúng không? Ăn không mà ăn nó không thơm. Còn ngon nữa. Nó thơm nữa. Nhưng chấm vô còn ngon nữa. Chấm vô chua chua. Cái này chảo rồi. Ủa giờ ngon nữa. Nuốt nữa rồi. Chẹo qua chẹo lại mình nuốt ý đi. Thôi mời các bạn miếng ba gọi nướng nha bạn. Ông bèo này phải để thời gian của mình á. Rồi ăn từ sáng tới chiều. Nghe hoài luôn. Nghe hoài luôn. Ngay giờ nào có miệng thú quắc nuốt rồi. Đây chấm nha bạn. Lại phải chấm cái cho chua chua ngon không? Tại nước chấm là gánh mà. Đây mời các bạn nha. Ông nhai xương cũng vậy. Càng nhai càng ra. Mềm luôn. Chính ông nội ơi, nãy mình cãi lại phim hơi dở nha. Ngon luôn. Đây. Mềm luôn. Béo luôn. Mà tất cả bạn nha. Nếu nướng chín chút nữa là nó ra mỡ trơn hết béo luôn nha. Thầy bóng quá rồi ha. Bấy miếng cơm, bấy miếng cơm. Này có miếng cơm, trang mỡ hành thêm, bỏ miếng chua chua nữa là hơi đỉnh luôn. Đúng không? Bá chén nhỏ này. Béo như đại trời. Cái này nữa chắc là... Máu ngán. Máu nó nhiễm mỡ, mỡ nhiễm máu nữa. Chỗ này tôi bán cầm tấm luôn. Đem đi bán cầm tấm luôn. Nhiều chỗ nướng cũng ngắt mà. Bấy chân cơm, bán cầm gì? Tấm. Hả? Cơm tấm đi miếng mắm. Vậy tao phải bán cơm thay hai độ. Thay tấm là hai độ. Ăn tấm bình thường. Chứ. Vậy chứ mà tấm xong mày mà đũa luôn. Ăn chung luôn. Trời ghê hả? Dạ. Làm xong không? Dạ, ông này ông quả thằng quá mày, đúng không? Lúc đó bác Công có bài hát kia nữa. Gì? Gì gì? Vôi co ở bà đôn. Lúa dội vôi đó. Đâu nhẹ ra hả? Một chấm miếng nữa mời bạn gửi rồi. Đây mời tất cả bạn ăn ba gọi nướng đêm nha. Đỡ đã. Da heo đúng quá. Để mình cứ ăn ruột xong ăn ba gọi để da heo đi. Đúng rồi, tại muốn chín mà. Đây chưa chín chăn được. Không ngon thiệt. Đẹp heo không? Ủa, thích phải heo phải không? Đúng rồi, tại vì da heo vừa muốn chín. Đúng. Chưa bạn. Nãy giờ mời các bạn ăn phèo heo nè. Thịt ba gọi rồi nè. Bây giờ tới mời bạn ăn da heo rồi. Kiếm là ngay cái miếng tam giác của tao nãy mới chịu nha. Đây. Cánh bườm. Như cánh bườm tình yêu lúc xưa. Lúc xưa biết tắm ở chuồng. Đây các bạn giống thịt tao. Đó, tam giác nè. Đúng rồi, công dây vô. Vậy nè, mới đúng nè. Cái rồi luôn. Để làm thử miếng coi, nhớ ăn xong rồi rút kim cho mấy ăn nha, để nuốt bụng kia. Nửa miếng luôn hả? Bà. Cá luôn. Wow. Dữ à. Không giữ mắt đó. Rút hết là nó đứt luôn á nha. Cái này ăn chúng nó nuốt ra còn chết nữa. Tớm chuyện luôn. Đi mổ luôn. Chẳng hạn nó xấu miếng mà không sao không? Phát hiện. Ờ đi mổ thiệt cái miếng này nè. Trời ơi, còn cây đó. Đâu? Ồ, nguyên cây luôn. Cái này nè, để cầm. Ồ, chấm nè. Đồ giống tam giác thiệt. Chấm da thấm rút tam giác rồi. Đây mời tất cả các bạn ăn da heo nướng muối ớt nha. Thử miếng coi nó như thế nào nha bạn. Đúng rồi. Gì ăn? Dạ. Ừ. Được không? Ăn giống da heo nữa rồi. Ông mà nấu món khác là tôi quyền lại ông luôn. Ủa cái này giống hình cái giống ăn da heo á. Ông nói tôi không biết da heo luôn á. Cảm nhận tao lần đầu tiên ăn món này giống như ăn da heo nướng muối ớt à. Tao lấy gì nè. Nè tao lấy miếng nhỏ cái tao cuộn lại á. Mày nhỏ mày ăn gì? Miếng nhỏ hay hồi tao lớn miếng lớn. Tao bắt bự con mà. Mỗi người mỗi cách ăn. Rồi khỏi ra chấm nha bạn. Này vừa ăn rồi chấm nữa thì nó sẽ không ngon nha. Mời các bạn nha. Trời ơi, trong mấy con cuộn điện thoại nó cắn đứt. Đúng rồi, nói. Mời tất cả bạn nha. Thầy không ăn. Không biết rồi. Thử không cái à. Không biết. Trời nó cuộn điện không. Thầy không nha. Cuộn ngon. Cuộn cắn cuộn lắm. Cuộn hồi vậy. Mấy người giòn. Thôi mấy người thành ăn người ta cuộn không hả. Mời các bạn luôn các bạn ơi. Mấy người thành ăn. Người ta cuộn đi rồi. Cho nó giòn lắm. Cuộn. Cuộn lắm.
ăn chưa ngon hơn, cuộn ngon hơn. Ừ. Không, không mấy người tình ăn tôi cuộn không mọi người. Ừ. Cái dầu các bạn. Hơi hơi đậm đà xuống nha. Ừ, hơi đậm xíu. Ừ. Hơi cuộn hứng ra. Không cuộn lại cắn nào đâu. Nổ. Ừ. Thấy ngon không? Ngồi bao. Ừ. Thấy không? Nghe nè. Ừ. 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 Nghe nè. Rồi cái miếng gì hả? Miếng ăn gì vậy? Miếng ăn ốc cục bỏ vậy? Tới nữa rồi. Chắc trời sắp mưa phải cóc miếng gần phải không? Cóc là cậu con trai đó. Ông mà đánh tôi là trai đánh ông đó. Trời đánh mày chứ có ai đánh mày vậy trời. Rồi nấu trời. Ê, tránh xa ông này nha. Tự nhiên bị hướng lây nha. Không. Cái da heo nướng nè bạn. Cái mùi vị nó ngộn nha. Cũng là da heo nướng nhưng mà nó lạ lắm nha. Được á. Nó sao ta? Nó bớt dẻo dẻo. Ờ đúng rồi. Bớt nó dẻo dẻo. Nó dẻo nha. Không phải là nó dai mà nó dẻo nha bạn. Chứ phần chăn lại nó bớt mỡ. Nó có cái mùi vị lạ lắm. Các bạn làm ăn thử coi. Nó dẻo dẻo mà nó mềm mềm nữa. Mà có chỗ này hơi dai dai chứ. Không. Món này là nó không ngán nè. Người ta cắt nhỏ nhỏ ta ăn mấy ông ăn quá. Cầm miếng rồi ăn mới đã. Không, nó không ngán. Tại vì ít mỡ nha. Đúng không? Cái này sao ta? Hả? Tại nãy mình đã luộc nó ra hết mỡ mỡ rồi. Mình nướng nó ra thì mỡ mỡ nữa. Mỡ nữa. Bởi vì bây giờ nó còn da không nha. Ừ. Đúng không? Ừ. Này là rắc ra làm bì là ok luôn. Hả? Người cho ông miếng không bầm bì nữa không? Rồi ăn hả? Rạn ra cái bầm. Bầm những nhỏ. Rồi. Ừ. Rạn thiệt. Ừ. Rạn trong quá thẳng. Mày chắc sắc hàng lụ làm bì phải không? Ừ. Gì? Chắc gì sắc không lụ được à? Thì nó kêu là rạn ra trong sắc bầm nữa. Sắc xài á. Bầm đúng không? Mở mắt cho em tối luôn. Không, sắc xài á. Nãy ngoài nó bầm nữa. Hơi bầm nữa. Ừ. Tính ra mày nói vừa xong là mày nuốt cái lại mày nói cây luôn tao thiệt luôn hả nó mày luôn á. Ừ. Nói vậy luôn hả? Tôi xàm tôi đâu có cùng đâu. Đẹp tôi ăn gánh cây. Đúng không? Tấm mấy người đâu quá. Không. Ngon. Ngon. Trời ơi, một miếng là một cốc bia đó. Đưa ra ngọt nha. Cốc bia. Cái bia ha. Bởi vậy. Đó giờ không biết cái bia. Không biết mà sao tao bả hợp với nhau tới như vậy. Bả hở rằng cái bia còn tao hở rằng cái là tao phải ăn. Không hở cái ngọt. Ừ. Khác khẩu như hợp kia. Hợp hả? Ừ, đúng rồi. Hợp gì? Đúng rồi. Hợp cho leo lên tụt xuống á. Ủa, trên cầu trượt hả? Ừ. Hợp cái mà đi núi. Hợp cái leo lên tụt xuống. Từ đó giờ thế không biết xa đâu. Vậy. Từ xa đâu leo núi. Không, mà tao leo lên tụt xuống hả? Núi mini. Núi mini đâu trời? Hả? Nít trai hả? Mày hỏi không kìa? Tao biết à, ngon ngon các bạn biết tao biết à, đúng không? Ủa, núi đó chuyện ổng quả biết rồi chứ tao sao biết được? Ổng biết sao ông nói đúng không? Mới cái đầu cái núi của tao tao biết. Mới cái đầu vậy đúng không? Đầu nhấp nhô mà chứ chưa thành núi không? Nó nghe nói từ mày á, mới đầu nha. Thôi mời bạn miếng chấm cái nữa coi cho nó ngon ngon thử coi. Đây mời bạn da heo nướng mớt các bạn. Không, cái này nó không có dai. Nó dẻo. Dẻo rồi. Dẻo. Mời các bạn luôn các bạn ơi. Cố gắng nói nghiêm nghiêm rồi. Nghe nó nghiến răng là mày tẹo tẹo vậy. Người quá. Hồi đó tôi cảm hai cái răng cửa lùng ngang giả mấy anh. Tôi nói mơ mốt mấy ông ngủ chừng. Bộ răng giả mà là mày đá vậy. Nào tẹo 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 hả? Nó gì ghê hả? Vậy. Giống mấy cối xì bột vậy. Quá. Lương nguyên. Bữa nào nó cắn mấy da heo nó chấm như nước chấm. Cái nó dưới cái răng đậu mình chấm vô mình cắn ngay ké. Nói gì đẹp chưa? Nói gì đúng rồi. Quay qua hỏi là sao có hột bắp bên trong đó mà hột bắp đang tát cho chứ nữa. Nguy hiểm quá. Cắn một cái cộp một cái heo cho ké luôn á. Rồi làm nó hết cái này luôn nha bạn. Đây mời các bạn nha. Ông nói tưởng tượng tượng tươi. Ông nói tôi bỏ luôn chứ tôi ăn con tèo luôn nè. Nguy hiểm quá. Mày các bạn biết mèo luôn các bạn ơi. Không, cái này mà có thời gian nghe ngon chứ mà. Ừ, đó. Thì ha, nó dẻo vậy luôn á. Có miếng này thì ăn vừa thì ngon, mềm. Còn mấy miếng kia phải ăn từ từ. Cái heo này có ngon mà các bạn vẫn gửi xem phim nha. Các bạn ra heo miếng các bạn nhai nha. Là hết mấy bộ phim này cho hết miếng dai rồi. Các bạn cứ nhai hoài đi. Càng nhai thì nó càng ngon. Đúng rồi. Ừ. Càng nhai càng đỡ tốn tiền. Các bạn đừng có dẫn bạn gái đi xem phim mà bắp ăn bắp nổ thì dở ra. Bởi vậy. Không còn dở nữa. Cái này đem một miếng da heo nó coi từ tập bộ phim mà 7 giờ chiều mà tới 9 giờ sáng chưa hết.
đúng rồi nha, mà các bạn đừng có hả cái mồi bự ra nha, nha ngậm miệng lại, đàn hồng qua cái gần gái phàn cái nó chịu luôn không, mình tán chuyện luôn. Chắc lô cái nói ai nói cho cười á, ừ chắc lô chứ bởi hổ. Ủa vậy người ta nói mày cười, mày lựa này mày nói tao cười rồi nói gì để ông nói cười cái hùng hai vô vậy trời tàu nữa vậy là ông công bằng rồi, mình nói nó cười khà 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 mày lựa là mày nói tao cười rồi, đúng không? Ừ. Thôi mời bạn miếng phèo đi coi, chấm bạn miếng nước chấm thằng Thánh coi đây ngon nha, mời các bạn nha, phèo ngon thiệt, ngon rồi, ngon ngon. Nhưng mà mình phải có thời gian mình nhai. Đúng rồi, mình cũng có thời gian nhai nha. Ừ. Tại nó hơi không, không phải gì. Không phải không phải dở mà tại vì nhai không. Nó mới ngon. Nhai càng nhai nó càng ngon. Ừ. Nếu mà bạn đưa qua các bạn chạy qua chạy lại là nuốt cái bắt ngạn á. Ừ. Đúng không? Hơi mệt nữa. Chuyển diện luôn. Đúng rồi, khoan từ từ. Thôi, không mệt. Không còn đài nào để nói. Tự đứng từ từ. Đây, nè, giữ ra. Nhiều mệt. Ừ. Rồi, coi chừng mà nhai hết miếng đó, tập phim luôn nha. Giảm phim đó. Hết tập đây luôn á. Này để mình giảm phim nè. Chào mở luôn á. Mời các bạn nha các bạn. Hết đường hết bột ngọt, còn trong mông trời. Bắt đầu nhai, giảm toàn luôn. Thì ra làm miếng dưa leo. Gây là hết bột phim luôn đó. Đóng màn luôn đó. Mời bạn dưa leo nha. Hồi xưa không coi mấy bột cá lương không? Lương thứ ba chút bên đại á. Hồi đó là lúc mở màn rồi tới cuối màn. Hồi đó mà tao nhớ nhà là tôi chưa có tivi. Cái má là dẫn ta đi lên nhà hàng xóm coi cá lương không? Cái bữa nay ta hỏi má là nói má bữa nay bà dẫn con đi coi phim cá lương tuồng gì má? Cái nói má dẫn con đi coi bộ tuồng cá lương là tay dở đầu chung. Tay dở đầu chung. Hả? Tay dở đầu chung á? Lên chảnh là bả ngồi coi cá lương không? Cái tao dở cái bụng của bà hàng xóm dặn sẵn cho con nó ngủ, cái tao dở là đầu nó chung cho tao ngủ luôn không? Con mày đi, cái đường cá lương nó lên coi cái tèm vậy? Ngủ luôn, cái ăn coi. Coi không nổi coi. Đủ chuyện cái đó để cho mấy bồ lão coi không chứ mình gắn con cái lưỡi tèm ra. Mỗi thời đại. Nghe nó mấy thiệt. Mỗi thời đại. Thì không mấy. Đó bà nội tôi còn sống rồi bà bắt cái lương tôi nằm trong mùng là tôi chuyện nào hết bụng rồi cái lương tôi mới ngủ á. Mà phải dở đầu chung không? Không, nằm sẵn giọng luôn. Đúng không? Nhưng mà dở tao dở đầu chung không? Đừng có lương đúng rồi, đừng có lương gì hay lắm chứ. Cái lương ta dở đầu trúng. Cũng lắng lỗ tai nghe em lỗ. Vậy là mày chưa nghe được cái thùng cá lương nó nổi tiếng như nào rồi. Không, mà cái tay dở đầu trúng á. Nó còn chưa có cái kết quả. Chưa. Dở hồi là nổ và lỗ cái đầu luôn. Thôi mời các bạn đem miếng phèo non nướng quớt nha bạn. Ông cái câu chuyện xong cái miệng tôi còn nha. Đó mày giảng đi luôn. Giảng đi. Hết thùng cá lương luôn. Mình đi qua bộ khác luôn mà chưa thấy vậy. Da cá này dở quá. Nó chẹo qua chẹo lại nó đuối được rồi. Không ngon. Không ngon hả? Thiệt. Càng nhai càng ngọt. Cái này ông cắt miếng mèo miếng nào nó chập bá chập bá mà kêu không ngon. Ăn vậy nó mới sướng mồm phải không? Ông của nhà ông nút nhấp nha, ăn chắc đi. Chắc đi. Béo. Không, nếu mà sai nhai xin gum không mặn này đâu. Thiệt. Nha quay nó còn ngọt quay luôn á. Mà nhai hồi chừng nào mà nó con vợ nó quýnh. Nó không còn ngọt nó mới nuốt không? Con vợ ông quýnh. Ông nhai chút xíu hồi bà thèm mới thèm không quýnh bà. Không lẽ mà mời các bạn thưởng thức mà gấp mời các bạn có miếng một mà nhai có miếng một thì mãn viên luôn thì nó kỳ đúng không? Đúng rồi, kỳ quá. Hồi gấp thêm miếng nữa. Ừ. Mời bạn nha. Tại vì cái ruột heo này mà các bạn luộc á thì nó sẽ mềm nha. Nhưng mà các bạn đưa lửa nước lại là nó phải có miếng dài nè, ngộ kìa. Kỳ vậy ta. Ừ. Mà ngọt quá. Ngon thiệt. Béo. Nếu mà cái ruột không dai thì con heo nó sẽ chết. Ừ. Lũng mà ruột. Nướng săn lại hay là? Nướng săn lại là dài. Thôi rồi. Thôi mình luộc ra chín rồi các bạn nướng lại cái là nó buộc dài. Thôi mời các bạn thêm miếng nữa rồi anh em xin phép kết thúc clip nha bạn. Không. Ừ. Bây giờ ông nhan miếng. Cơm lụng nhan miếng. Cho bà tôi nhan miếng. Dầu cái gà gáy canh ba gì luôn quá. Đây mời bạn miếng đó coi. Đây mời tất cả các bạn cùng làm những mình miếng đó nha. Ông bóng lưỡng không bà? Chứ gì không? Không được, rồi mãn phim luôn rồi. Mãn phim rồi. Qua tập sau luôn. Mãn đại luôn. Cái tuần sau có cái lương luôn rồi. Đã. Ngon béo. Làm như hai bằng nào đó, nhãn đứt vậy. Vậy. Vậy rồi đi nào vừa bánh tre thèm ấy hả? Cái này chỉ có não cái kia thôi. Ừ. Mình chỉ bắp được thôi, chứ mình não không nữa. Không, cái bụi gầu với cái mỏ là thấy tới chị nữa. Rồi, mà chưa hết cho heo của cà phê. Dạ, đến chút xíu rắn. Thì không? Đang ôm, để dành ha. Trời ơi. Tỉnh nữa rồi, đây còn để dành hả?
nhóm thưởng thức mà dằn chén thầy ghét lát lấy miếng khác thêm thầy hả lát lấy hai ba miếng dằn chén vậy hả mở bạn à Phải công ơi phải gần gãy á đúng hả tan cục phiên này nha bạn ghê hết phiên nha bạn thôi tan cục phiên này đấy nè, lòng nó nuốt được cái miếng phèo heo rồi mình cũng xin đóng màn clip hôm nay lại nha bạn chứ để nó nhai đi miếng nữa tới sáng luôn á đúng rồi ngon lắm nó có trong ruột non nó có bịa trong đó nhai nó hơi béo nha béo. Đúng không để nó béo nào, có nói đó nha nói chung thì clip hôm nay anh em mình làm cái món da heo nướng muối ớt và phèo heo nướng với muối ớt luôn nha rồi thịt ba ơi cũng nướng muối ớt luôn nói chung là ba món tương đối với nhau món nào cũng ngon nha bạn thôi tất cả các bạn nếu mà có thích cái món này hay là các bạn muốn làm thử thì các bạn làm thử thử coi có hợp không gì với tất cả các bạn không nha thì mình cũng nói với bạn luôn thì cái da heo nướng thì nói chung nó hơi dẻo ừ. Còn phèo heo thì nó hơi dẻo dai ừ. Còn thịt ba gọi thì nó hơi mềm nói chung là như vậy mà ngon nha bạn nói chung thì anh em mình xin chào tạm biệt các bạn chúc cho toàn thể tất cả các bạn xem clip vui vẻ và nhiều sức khỏe nếu tất cả các bạn yêu mến anh em mình hay là thích cái món ăn của ngày hôm nay thì các bạn hãy chúng ta like clip nha và chia sẻ giúp anh em mình và điều quan trọng các bạn hãy bấm đăng ký kênh và nhấn cái chuông bên cạnh để theo dõi những clip tiếp theo còn bây giờ chào tạm biệt các bạn hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo bye bye xin chào hẹn gặp lại các bạn nha bye.